Hello. Can you hear me? Yes. Okay, để cô chỉnh lại tí nha. Okay. Hôm nay cô dùng máy đấy nên là không biết có được không. Can you hear me? Yes. Alright. Okay, nhà bạn con khủng khiếp thế. Headphone, okay, rồi ghế các thứ kinh đấy. Alright. Khủng khiếp quá. Đầu tư phết nhỉ? Nhà bạn con đầu tư phết. Ok, now check your camera. Chỉnh lại cam của cô cái. Được không? Yes or no? Ok, ra cô nhìn thấy mỗi cái tóc đây. Mắt. Ok. Rồi. Hôm nay giọng con làm sao đây? What's wrong with you? Nãy cô nghe giọng. À đấy, cô lại bảo là giọng ai? Tưởng giọng bố con. Really? Ok, now, so here. Can you see my screen? Yes. Nhiều bạn bảo với cô là máy của cô bị bé, có bé không? Is it too small? The screen? No. Ok, nào, có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy chuột của cô đang gì không? Gì không? Yes. Listening. Ok, hôm trước mình dừng ở bài mấy nhỉ? 4.1? 4.1, right? Ok, đấy. Rồi, thử mở ra xem mình đã học trong bài này chưa nhé. Mình học xong bài này rồi đúng không? Have we done this one? Yes. Okay, yes. Okay. Mình học rồi à? Rồi. Yeah, so next one. Flyer. Speaking. Modify. Okay. Four point one. Bài này mình vừa học xong đúng không? Yes or no? Yes. And we stop here. Oh, vậy là buổi lần trước mình học speaking chứ? Yes or no? Ok, hôm nay cô cho học listening cho đỡ vất vả nhé. Thấy giọng của con có vẻ yếu. Alright, listening chỉ cần nghe và tap thôi, nói cô đáp án thôi nhé. Không cần nói nhiều. Is it okay? Đau họng hả? Em bị ốm họng. À, okay. So take some medicine, huh? Uống thuốc đầy đủ nha. Yeah. Take some medicine. Okay. Now, so now this one. For part two. Nhìn cô xem bài này đã học chưa nha. À, bài này mình... No. No, haven't. 4.1 mình học rồi, 4.2 chưa học hả? Rồi. So now start from here. Có đủ to không? Yeah. Cái này chính là Microsoft Teams đấy. Thế nhưng mà cô dùng cho... cô dùng Zoom chèn và... Ok, thì cô đỡ phải tải bài này về. Ok, so màn now hình, we start màn here. To. Nhìn to. Màn hình của bạn con to á? Vâng. À, đấy, đây là cô yên tâm rồi. Màn hình máy bàn à? Vâng. Oh. Thế sao có cam? Của cô là mua phải mua cam ngoài đấy. Đây có con cũng mua cam ngoài trên này này. À ok. Của cô có cam ngoài nhìn nó hơi lệch này. Can you see that? Ok. Yes. Rồi nào. So now from here. Oh, this one. I'm so sorry a little bit. So close your eyes. Ok. Đợi cô xíu ha. 1 minute. Ok. I draw something here. Insert a picture. Ok. This one. Insert a text box. Okay. Now, can you see anything? Yes. Okay, check. No color, no light. Is it okay? See nothing, right? Okay, now, so now from here, are you ready? Yes.
Okay, now do you have any paper, any pen then? Yes. I need a paper and I need a pen. And then... Oh, this one. Ah, bây giờ con dùng Zoom được không? Quên, không phải paper and pen. Can you use the annotate of the Zoom? Annotate. Cái phần annotate okay. của Zoom á? Yes, okay. Rồi, and then draw the line. Is it okay? Listen and draw lines. Nghe và hãy nối từ nhá. Alright, are you ready? Yeah. Okay, nối tên người đúng không? The name with the person in the picture. Okay, are you ready? Yes. Go. Part one. This one. Okay. Listen and look. There is one example. There are a lot of people in the market today. Yes, that's because the food is cheaper here. Are we going to buy something? Perhaps. Look, there's David. Where? There, he's wearing a blue jacket. He's buying some onions, I think. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Where's Emma? She's usually here on Saturdays. She's got a red car, hasn't she? Yes. Why? I can see her. She's standing by it. Look. Hey, teacher. There's Michael. Oh. What's wrong? Can you repeat again? Okay, repeat again. One more time, huh? Oh, sorry. Ready? Yeah. Go. Part one. Listen and look. There is one example. There are a lot of people in the market today. Yes, that's because the food is cheaper here. Are we going to buy something? Perhaps. Look, there's David. Where? There, he's wearing a blue jacket. He's buying some onions, I think. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Where's Emma? She's usually here on Saturdays. She's got a red car, hasn't she? Yes. Why? I can see her. She's standing by it. Look. And there's Michael. Oh, I don't know him. Who is he? He's standing next to that tree. Oh, is he the policeman? No, he's a boy in my class. The policeman is his dad. And do you remember your dad's friend, Paul? He's here too. No. Which one is he? He works here in the market. He sells fruit. Look, there he is. Is he the man with the beard? That's right. Look, there's Daisy. Is that the girl in the red skirt? No, the girl with a dog. She's wearing jeans. Oh, I know her. She came to my party last year. And look, is that your friend Sally in the street too? Where? I haven't seen her for a long time. Look, she's picking up the apples. They've fallen out of her bag. Oh, yes. Let's go and help her. Now listen to part one. Okay, are you ready? Yeah. Okay, one more time. Let me see. Now, from this one, do you know where is it? Where is it in the picture? Đây là đâu ông nhỉ? Có biết đây là đâu không? In the picture? No. It's in the market. Okay, do you know why? Do you know why? Nghe có kịp không con? Yeah. Okay, bởi vì cô sợ là bình thường nó có nghe bằng máy của con không? Laptop bình thường con dùng ở nhà ấy. Hay là better? Yeah. Better? Cũng như thế. Cũng thế, nó bị chậm không? Không. Cô có bị nói rè rè chậm chậm hay hình nó bị chậm hay gì không? Tiếng chậm. Nó tốt hơn máy con. Okay. Rồi, bây giờ nghe lại nhá. Now, do you know why?
Do you know why? No, there's a lot of people in the market. No. No. Okay, so listen again, ha? Cô sẽ pause lại chỗ này và nói cho cô biết tại sao cái chỗ chợ này lại rẻ nhé. Part 1. Listen and look. There is one example. À, quên, chợ này lại đông chứ, quên. There are a lot of people in the market today. There's a lot of people in the market today, right? Có rất nhiều người ở trong chợ này. Yes, that's because the food is cheaper here. Đúng không? Nào nghe gì không? Vừa nghe gì đó? Yes. No, tại sao nhỉ? Okay, that's because the food is cheaper. Cô sợ là con không nghe kịp nên cô phải dừng lại. Okay, rồi. That's because the food is cheaper, right? Đồ ăn ở đây rẻ hơn, đúng không? Is it correct? Yeah. Yes, okay. Now. Are we gonna buy something? Perhaps. Look, there's David. Where? There, he's wearing a blue jacket. Okay, so David is an example. David là ví dụ, đúng không? Anh ấy đang mặc yeah. Right? He's wearing blue jacket. Yes, một cái áo khoác màu xanh. Cô cứ nghĩ đây là áo thường nhưng mà áo khoác đấy. Okay, rồi, next one ha. Yeah. He's buying some onions, I think. He is buying some onions. Onion. Do you know what is onion? Yes, là củ hành tây. Yes, okay, correct. Alright, so next one. Think. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Where's Emma? She's usually here on Saturdays. She's got a red car, hasn't she? Okay, where is Emma? She has got a red car. Okay, dễ quá nhỉ? Cô có một cái xe màu đỏ. Okay, nhìn thấy cô ấy luôn. Alright, thấy cô ấy không? Can you see her? Okay, yeah. Quá dễ, easy. Yes. Why? I can see her. She's standing by it. She's standing by it. Có nghĩa là gì nhỉ? Cô ấy đứng trên cái cô ấy đứng gần cái xe. Cạnh nó, đúng không? Gần nó. Ok. Wow. Chính xác. Look. And there's Michael. Oh. And there is Michael. Ok. Vậy là bạn tiếp theo là bạn Michael. Ok. Cô không thấy Michael ở đây rồi. Cô không thấy thế. Ok, cô không thấy Michael ở hình của con vẽ. Yes. Alright, rồi. Ok, thì nghe thấy bạn đây. Michael là bạn nào nhá. Nghe này. No. Đúng rồi, chính xác. Là bạn đấy đúng không? Ok, let me draw something. Michael, here. Rồi, những cái nào đúng cô khoa phải quả nhá. This one, her. Ok, rồi, one more ha. I don't know him. Who is he? He's standing next to that tree. He's standing next to that tree. The okay. Tree. Anh ấy đứng cạnh cái cây. Thế nhưng mà có bao nhiêu người đứng cạnh cái cây? How many people are there next to the tree? Three people. Three people. Vậy thì phải là người nào đây? Oh, is he the policeman? Is he a policeman? No. He's a boy in my class. He's a boy in my class. Vậy là phải là cậu bé kia đúng không? Yes or no? Yes. Okay, yes. Một vấn đề nhỏ nữa là như thế này. Okay, do you know who is the policeman exactly? Policeman exactly. Okay, anh what cảnh sát mean? Là ai? Cái ảnh cảnh sát đấy là ai đúng không? Chính xác anh là ai? Exactly. Do you know? Cô tiếp theo no. Nói này. Okay, listen ha. The policeman is his dad. Yes, anh ấy là ai nhỉ? Là bố của cậu bé. Yes, he is Michael's dad, right? Okay. Yeah. Bố của Michael. Alright, thế mình phải nghe được những câu như thế nhá. Alright. Rồi, ví dụ như ông bảo ông ấy tên là gì chẳng hạn, xong cuối cùng nhớ ra chả biết ông ấy là ai, bố của Michael là ai, đúng không? Can you understand? Alright. Yes. Alright, next one. Oh, wait me a minute. Okay, what's wrong?
Nào, em sẽ nối lại. À, con xóa đi nối lại à? À, ok, ok. Nào, oh, anh mò ha. Hình như cũng không, không biết là đúng hay không đâu nha. Thế nên là cứ từ từ ha. Ok. Alright, one more time. And do you remember your dad's friend, Paul? Do you remember your best friend, Paul? Ok, bạn còn nhớ người bạn thân nhất của bạn Paul đúng không? Vậy là mình đúng rồi nha. Người tiếp theo sẽ là Paul. Thế nhưng ông ấy có phải là ok, the bread seller hay không? Người bán bánh mì hay không? Ok, so let's listen, huh? He's here too. No. Which one is he? He Which one is he? Ai là anh ấy đúng không? He works here in the market. He works here in the market. Anh ta làm việc ở chợ. Ok, but how many people here in the picture is working in the market? Có bao nhiêu người làm việc ở chợ đây? Two. Ok, at least. Two men. Yeah, ít nhất là có hai người ở trong bức tranh rồi. Nào nghe nè. He sells fruit. He sells fruit. À, đã bán ở đây. Can you see? Can you hear that? He sells fruit. Fruit là cái gì? Trái cây. Đúng rồi, vậy là cái ông gì đây? Yes, cái ông bán hoa quả đúng không? Không phải bán ông mình mình bánh mì. Thế nhưng nghe này. Một cái dữ kiện nữa mà khiến mình có thể biết được ông ấy là ai đúng không? Nào nghe nhá. Look, there he is. Is he the man with the beard? Is he the man with the beard? Có nghe được câu đấy không? Yes. Ok, có nghĩa là gì đấy? Là cái anh ý là người có cái bộ râu. Yes, bộ râu đúng không? Thế thì ai có bộ râu ở đây? Who has the beard? Ông bán hoa quả. Yes, vậy ông kia thì có cái gì? Bread. Beard. Nào nghe nhá, ông này thì mình có beard, đúng không? Cái từ này không? Okay. Yeah, I know. A-R-D, đúng không? Thế còn cái ông bên kia, ông ấy chỉ có gọi là cái rìa. Cái rìa là? Rìa mép. Ok, có biết từ này không? Yes. M-O. Oh, cô không quay lại được. Ok, M-O-U. Gì nữa nào? M-O-U. Mustache. Yes, this one. Can you see that? Yes. Ok, viết lại cho cô từ này nhé. Mustache. Is it ok? Ui, ui, chữ gì đây cô? Chữ nào? Đây là chữ O. Oh, yeah, this one. What is it? Mustache. U. Chữ này là chữ U. Chữ này là chữ M. Ok, được chưa? Is it alright? Yeah. Thôi nha. Ok. Vậy là mình có hai đáp án để khẳng định đúng không? Một là ông ấy bán fruit. Ok, chứ không phải bán gì đấy. Bread. Is it correct? Yes or no? Yes. Ok, phân biệt nha. Alright, và thứ hai nữa là một ông thì có beard. Và một ông thì có muscle. Muscle. Yes, mustache. Sorry, mustache. Is it okay? Okay. Yes, okay. So we have done here. Okay, so next one. That's right. Look, there's Daisy. Is that the girl in the red skirt? Okay, now the next person is Daisy. Và cái cô này hỏi là có phải là is she the person who wearing a red skirt? Có phải là cô mà mặc cái váy... váy ngắn màu đỏ. No. No. Ok, xem câu trả lời ha. No, the girl with the dog. She's wearing jeans. The girl with the dog. À, nghe đây dog là mình đã biết là ai rồi đúng không? And yeah. The girl is wearing jeans. Yes. Nghe từ đấy không? Mặc quần bò chứ không phải là mặc váy. Được chưa? Yes, correct. Yeah. Rồi, bạn này đúng rồi, chính xác luôn. Câu này thì khá dễ đúng không? Mình nghe từ dog luôn. Ok, yeah. Rồi. Next one. Oh, I know her. She came to my party last year. Okay, yes, I know her. She came to my party next year. Đúng chưa? Yeah. Yeah. Okay, vậy là người nói đã biết bạn này sẵn rồi đúng không? Is it correct? Yes or no? Yes. Uh-huh.
And look, is that your friend Sally in the street too? Okay, is that your friend is in the street too? Okay, có phải bạn của ông Sally cũng ở trên đường không, đúng không? All right. Where? I haven't seen her for a long time. I haven't seen her for a long time. Là gì nhỉ? You know? No. I haven't seen her. No, I haven't seen her. I haven't seen her for a long time. Có nghĩa là gì đây câu này? Là tôi chưa từng thấy cô ấy. Chào. Không, không phải chưa từng đâu. Câu này là gì nhỉ? Tôi đã rất lâu rồi chưa được thấy cô ấy, chưa được gặp cô ấy. Tức là hai người này chắc là xa cách nhau lâu ngày đó. Can you understand? Yes or no? Yes. Hiện tại hoàn thành học chưa? No. No. Ok, hiện tại hoàn thành đây nhá. Alright. Flyer đến thời điểm này là mình phải học hiện tại hoàn thành rồi đấy. Nhá, yeah. Nếu mà con muốn thi flyer thì tất cả những cái này đều có hiện tại hoàn thành hết. Alright. Kể cả con làm bài tập, chính lâu rồi không làm bài tập đọc đúng không? Yeah. Bài đọc yes. Cũng có. Yes. Bài đọc cũng có hiện tại hoàn thành. Alright. And you need to have, nếu mà con muốn học hiện tại hoàn thành phải có một cái bảng, mình gọi đó là bảng irregular chart. Do you have that? Động từ bất quy tắc. Có, chưa có bảng đấy. Ah, yes, yes. Ah, yes, okay. Cô biết. Em có một cái sách về động từ bất quy tắc. 360 động từ bất quy tắc à? Yes. À, đúng rồi. Why you know? Okay, bởi vì quyển đấy khá nổi tiếng. It's popular, okay. Và thường học sinh của cô toàn có quyển đấy. Thế nhưng mà cái quyển của cô thì khá là cũ. Quyển của cô tính, à, khi nào cô chụp cho xem. Nó khá là bé, không biết là giống quyển của con hay không. Ok, yeah. Quyển khá là bé. Ok, và có những cái bài tập liên quan ấy. Yes or no? Ok. Yes. Now, so this one, haven't seen her for a long time. For a long time. Alright. Rồi, next one. Tiếp nha. Look, she's picking up the apples. They've fallen out of her bag. She's picking up the apple. They fallen. Okay, có biết từ này không? They fallen out of his bag, out of her bag. Okay, nào mình có từ fallen. Yeah, fallen. Okay. Là ngã. Okay, là ngã. Nhưng mà đây ngã hoặc là rơi. Okay, fallen có nghĩa là nó rơi, chúng rơi ra khỏi cái túi của cô ấy. Fallen đổ được không cô? Được, đổ ra khỏi. Nhưng mà rơi khỏi cô ấy mới được chứ nhỉ? Ok, đổ cũng được. Tóm lại là nó rơi từ một độ cao nhất định xuống dưới đất. Ok, yes, can you understand? Fallen out of. Rơi ra khỏi. Hoặc yeah. Ok, fallen out of her bag. Ok. Oh yes, let's go and help her. Ok, that's let's go and help her, right? The last person, right? Người cuối cùng rồi đúng không? Ok. Yes. So now let's see the answer. Correct, correct, correct also. Correct. All right, so I clear all this. Cô xóa hết nha. Okay. Yes, all right. Now, oh, sorry. Now, are you ready with this one? Okay, so now I need a pen or you can use exactly the annotate. Okay. To write something here. Ok, con có thể dùng chuột, dùng annotate ở trên Zoom để viết vào nhá. Hoặc con nghĩ là nhanh hơn thì nên lại viết vào trong Word. Is it okay? Yes or no? Hey, teacher. What's wrong? I ở cái phần giữa. Giữa nào? Chỗ nào? What's wrong? Can you see? See what? Here. Làm sao con? Lúc nãy em vừa thấy nó bị cái bài nối trước kìa. À, thế còn bây giờ nó bị chậm à? Vâng. À, đấy thỉnh thoảng học sinh của cô cũng bảo là bị chậm. Cô không biết là bị làm sao. Thế là do máy hay do mạng cũng không biết nữa. Rồi được chưa? Is it okay now? Better? Yes. Okay. Rồi có vừa nhìn thấy cô chỉnh lên bài nối xong chỉnh lại bài này không? Yes. Không có chỉnh lại lần nữa. Ok.
Rồi, hình như có vẻ hơi chậm hơn khoảng độ 1-2 giây thì phải. Yes or no? Ok, thế Yes. nào bây giờ nhá, ở bài này thì cô sẽ yêu cầu nào. Now you need to read the question first, okay, and guess what you can fill the blank here. Ok, hãy đoán xem là con sẽ có thể điền được gì vào chỗ trống của cô nhá. Now number one. Okay. Okay, now our new teacher, right, will start on Tuesday. This means the new teacher will come on Tuesday, right? Okay, cái cô giáo mới sẽ đến vào ngày thứ ba. And number one, she will teach us. Cô ấy sẽ dạy chúng ta môn gì đấy? Đúng không? Dạy chúng ta cái gì hoặc môn gì, đúng không? Ví dụ có rất nhiều môn. Then, yes, there is a lot of subjects, right? Có rất nhiều môn học. Hoặc ngoài ra mình có thể học những cái môn mà ngoài sách giáo khoa và bộ giáo dục, như ví dụ như là gì nhỉ? You know, like swimming, like karate, is it correct? Or football, yeah. Something. Okay, you can, yeah. Con có thể đoán trước khi mà mình làm bài đúng không? Okay, the teacher name we cannot guess. Okay, teacher name thì mình không thể đoán được rồi này. Classroom number, tức là đây mình chỉ đoán được nó sẽ có number đúng không? Có số. Classroom yeah. Is next to, phòng học thì nó sẽ nằm cạnh một cái gì đó của trường. School something, right? Ok, nào mình guess yeah. Nào. School gì nào? School kitchen, school living room, ok, school bathroom, school toilet. Ok, nằm cạnh toilet. Ok, mình đoán thế nhá. Is it ok? Yes or no? Hoặc là mình nằm cạnh phòng gì đó chẳng hạn. Ok, the school PE room. PE là gì nhỉ? Môn gì đấy? Thể dục ạ. Ok, nằm cạnh phòng thể dục chẳng hạn. Is it alright? Can you understand? And last one, the color teacher's car. Ok, you have known a lot of colors. Right. Ok, con đã biết được rất nhiều màu đúng không? Vậy thì câu này khá là dễ. Is it ok? So are you ready? So now write down the number 1 to 5 in your notes and then listen and write down your number, ok? Your correct answer. Is it ok? You can write out first. Có thể viết vào giấy nhá. Xong rồi cô sẽ phụ viết lên đây. Is it okay? Chứ còn cô sợ viết màn hình thì hơi chậm. Cô không viết màn hình cho. Đúng, nhưng mà cô sợ hơi chậm. Yes. Con bấm máy tính hơi bị nhanh. À, okay. Rồi thế nhá. Okay. So at least we have 2 times. Okay. Twice. Mình có 2 lần nghe nhá. Twice and more listening. Is it okay? Yes, sir. Ready? Part 2. Listen and look. There is one example. Right, please be quiet, everyone. I want to tell you about your new teacher. When is the new teacher going to start teaching us, Miss Brown? Next week, Harry. Which day? On Tuesday. Can you see the answer? Now you listen and write. Which subject will she teach us? You ask a lot of questions, Harry. Sorry, Miss Brown, but I just want to know. All right. Well, she usually teaches maths, but she's going to teach your class science. And what's her name? Yes, that's important. It's Mrs. Shaker. Can you spell that for us? Is it S-H-A... K-E-R? That's right, Harry. Excellent. And which classroom will she teach in? She'll be in classroom 15. And where is that, Harry? It's next to the school kitchen. Good. Now, this is her first job, so please be kind to her. I'll meet her in the car park and carry all her bags and books. What colour is her car? Do you know? Blue, I think. No, sorry, it's black. The new secretary's car is blue. And can we... That's enough questions, Harry. Now, we must start some work. Now listen to part 2 again. Which teacher? She teaches. You... What's wrong? Computer? K
can you spell science? Science. Okay. Now, S, C, wait, I. Wait. Okay. S. I think you have some problem with your throat. Okay. Yeah. Okay. You need to take a rest or something. Do not play a lot, huh? Đừng có chơi nhiều quá nha. Okay. Hey, can you spell? S C I E N C E science. Nào, nhầm rồi. C E C E không phải T. C-E. Oh my god. Science, đọc là science mà lại là science. No. Is it okay? S C I A N. Okay. All right. Okay. C I E N C E. Bảo ra cho cô nhìn với nha. Cô chưa nhìn thấy gì. C E C E C C C E T C E C E là chữ T và chữ E. C E C C mà em nghe cô đọc thành D. Trời ơi, C C. Oh, what's wrong? Oh, ra đâu rồi đây? Đi đâu đây? Where are you? I'm here, but... Cô ơi, nằm... Wait, nằm ở cô đây. Em không biết tại sao tự nhiên nó bảo cái gì micro ấy. Đang biết giờ. CE nha. Okay, now one more, the name teacher. Okay, you need to listen again, right? Cần nghe lại đúng không? Yeah. Okay, so this one, ready? Can you nghe lại lần nữa đi? You ask a lot of questions, Harry. Sorry, Miss Brown, but I just want to know. All right, well, she usually teaches maths, but she's going to teach your class science. And what's her name? Yes, that's important. It's Mrs. Shaker. Can you spell that for us? Is it S-H-A-K-E-R? That's right, Harry. Excellent. And which classroom will she teach in? She'll be in classroom 15. And where is that, Harry? It's next to the school kitchen. Good. Now, this is her first job, so please be kind to her. I'll meet her in the car park and carry all her bags and books. What colour is her car? Do you know? Blue, I think. No, sorry, it's black. The new secretary's car is blue. And can we... That's enough questions, Harry. Now, we must start some work. No. That is the end of part two. Now, so now, answer rất là dễ đúng không? Ok, thế nhưng mà bây giờ nha. Alright, nào nghe được cái câu mà nhầm lẫn giữa math và science không? Ok, mình nghe thấy cả math cả science đúng không? Ok, so what is math subject and what is science subject here? Tell me. The new teacher can teach math and science at the okay at the same time, right? Is it correct? Yeah. Mm-hmm. Có phải là cô giáo mới vừa có thể dạy toán vừa có thể dạy khoa học không? Không, em nghe là cô ý dạy được toán nhưng mà cô ý sẽ dạy khoa học cho lớp. Okay, now bình thường con rồi đúng chính xác đó là gì nhỉ? Bình thường cô ấy dạy toán nhưng mà riêng dạy chúng ta thì sẽ dạy khoa học. Is it correct? Yes or no? Yeah.
Ok, giống như kiểu cô dạy tiếng Anh nhưng mà cô vẫn dạy cả kế toán này, cả toán tiếng Anh đấy. Yes, can you understand? Alright, cô dạy Yes. con tiếng Anh, cô dạy bạn khác, cô dạy toán. Alright, nào thử nhá. Listen here. Part 2. Listen and look. There is one example. Right, please be quiet, everyone. I want to tell you about your new teacher. When is the new teacher going to start teaching us, Miss Brown? Next week, Harry. Which day? On Tuesday. Nghe thấy là which day is the new teacher going to teach us? Yes. Mấy cái gì đây? Hôm trước vừa học xong đây. Going to, be going to đây. Có nghĩa là gì nhỉ? Yeah. Cô giáo mới dự định dạy chúng ta vào ngày nào? Can you understand? Alright. Yeah. Tức là chưa có lên lịch trình gì. Đây mới chỉ là cái sắp xếp của cô dự ấy thôi, đúng không? Định. Cái dự định thôi. Can you understand? Yes or no? Yes, I know. Okay. Rồi, nhớ nha. Mình có nghe được cái câu đấy không mới là vấn đề đấy. Yeah, so right. Next one. Can you see the answer? Now you listen and write. Which subject will she teach us? You ask a lot of questions, Harry. Sorry, Miss Brown, but I just want to know. All right. Well, she usually teaches maths. Now, we usually teach her math. Cô ấy thường dạy chúng ta môn toán. But she's going to teach your class science. But she is going to teach your class science. Nhưng mà cô ấy sẽ dạy, cô ấy định dạy lớp con môn khoa học ạ. Ok, nào có nghe được she is going to teach us, không? Teach your class. She is going to teach your class. Có nghĩa là dự định thôi. Can you understand? Yes, yes. I know. Tiếp nhé. And what's her name? Yes, that's important. Now, okay, you cannot hear this one. Không nghe được cái chỗ yes. này hả? Ok, thế bây giờ nha, chuẩn bị cho cô một cái bút với cả tờ giấy, viết ngoáy vào trong giấy hộ cô, bởi vì khi nghe mà con type trên máy ấy, thì con sẽ mất thời gian con tìm cái chữ đấy ở trên bàn phím, đúng không? Yes or no? Ok? Yes. So write, ok, write the word, ok, write the name in your paper first. Nghe nhá, và viết vào giấy trước nha. Is it ok? Ready? Go. Yeah. It's Mrs. Shaker. Shaker. Có nghe từ shaker không? Yeah. Yes, vậy đoán xem là nó sẽ viết như nào trước. Đoán đi đã. Cô cho đoán trước. You can S-H-A. Shaker. Gõ lên bàn phím hộ cô. Yes, gõ lên đâu đấy hộ cô. Somewhere in the here. Okay, anywhere. Chỗ nào cũng được. Okay. Yes. Okay, xong bỏ ra thì cô mới nhìn thấy nha. Ok, không là cô không nhìn thấy gì trên màn hình. À, đây, here. I can see. Now, Shaka, Shaker. Ok, nào, nghe nhá. Thế xong, bây giờ mình sẽ sửa này. Bây giờ mình nghe, mình sẽ sửa xem cái mà mình đoán có đúng hay sai nhá. Is it ok? Now, write out. Can you spell that for us? Is it S-H-A-K-E-R? À, gần đúng. Dạ, gần đúng, mình đoán rồi đúng không? Thì bây giờ vẽ viết lại tên nha. Có khi cô phải cho con làm một bài chỉ học về tên thôi, chỉ học nghe về tên thôi. Nghe đánh vần ấy, bởi vì biết lại sao không? You know why? Con hay bị nhầm giữa các chữ như nào đây? Chữ A, chữ A. Chữ chuẩn luôn cô chữ M, chữ N hay nhầm đúng không? Gì nữa nào? Chữ J, chữ G đúng không? Yes or no? Hay nhầm? Chữ T với C nữa. Tờ với cờ. À, tờ với cờ. Đấy, tờ với cờ thì lại dễ. T. Hơi T, hơi C. Giống. À, chữ gì nữa ta? Q cầm. À, R với O.
Ok, yeah. O với O. Rồi, các bạn hay nhầm như nào đây? Tức là nghe chữ O đây là biết là chữ O. Ok, nhưng thực ra đó là chữ R. Quen tiếng Việt. Yes, quen tiếng Việt. Gì nữa ta? One more. One more. Để cô nghĩ nhỉ. Nào. À đây nữa, ngầm thêm một chữ Z nữa. Thực ra chữ Z này cũng đọc là Z được. Nhiều chỗ người ta nó sẽ đánh vần là Z. Z. Thế nhưng mà sự khác biệt giữa ba chữ này là gì đấy? Chữ đầu tiên là J. J. Mồm hơi chu. Chữ G, chữ N, chữ G ấy. Chữ G cũng đọc là G. À, chữ đầu G. G. Thế nhưng cũng chu. Môi cũng hơi chu ra. Thế nên riêng chữ G. Z á. Cười. Z. Or Z. Z. Or Z. Z. Thấy miệng của cô không đổi không? Mặc dù cũng phát âm là Z. Ok, là Z. Gì nhỉ? Cười, đúng không? Có thấy cười không? Can you see the smiling? Ok, Z. Yeah. Z. Or Z. Ok, có thấy khác nhau không? Nhớ ra đâu? Ok, yeah. Nhưng mà cũng hay nhầm bởi vì là chữ Z cũng phát âm là Z. Thế nên cũng hay nhầm. One more. À, đây. Còn một chữ nữa là Y. Đọc thì có vẻ khác, thế nhưng mà đến lúc nghe cứ I với ở Y cứ lẫn hết cả với nhau. Đấy nhá. Đấy là những cái lỗi cơ bản mà hay bị nhầm. À, à, từ chữ Y với cả chữ W em hay nhầm cực. Chữ Y dài với W á? Yeah. Y dài W cũng hay nhầm. Trời. Thế thì cả chữ không, U. Không phải. Đã, tại vì chữ I, à đâu phải chữ Y là gì nhỉ? U. Chữ U. U đúng không? U. À, và... Y. À đâu chữ Y. Y dài là Y. Y dài là Y. Thế một cái chỗ như này, có những cái tên mà nó có double U. Double U. Đúng không? Double U. Ok, thế là nghe lại thành chữ gì đây? Thành chữ gì đây? W. Nghe nó lại giống chữ V kép. Đúng không? Yeah. Thực tế chữ V kép là sự kết hợp giữa hai chữ U đấy. Ok. Thế nên là rất khó. Nghe thực sự là rất khó, đúng không? Khi mà mình có ví dụ những cái chữ mà nó hai nhân đôi như này, mình thường đọc là gì nhỉ? Double S. Double O, right? Có những cái chữ mà lại có những cái tên lại còn double U nữa, còn double U nữa cơ. Ok, double U nghe lại giống hệt như chữ này. Thực tế chữ V kép chính là chữ nhân đôi của chữ U đấy. Ok, có nhìn ra không? Yes. Ok, thế nên là cũng rất dễ bị nhầm. Ok, now one more. Một cái dễ nhầm nữa nhỉ. K. Thực ra nghe không nhầm lắm đâu, nhưng mà thực ra cô vẫn thấy học sinh nhầm. Q. Biết từ Q không? Chữ Q. KQ, KQ, KQ. Nghe nó hơi giống. Ok, chữ của đấy. Ok, một cái nữa con nhầm. Đây phải là chữ R. Ok, vậy là thêm một chữ nữa đó là L. Ok, cũng hay nhầm. Is it correct? Nghe nhầm. Alright, đây là những cái chữ mà hay nhầm. Ngoài ra nữa nhỉ? À đây. P. Q. Này là P. À không, cái này chỉ nhầm âm thôi chứ không nhầm chữ. Is it correct? P. Yes. P, Q, không nhầm được. À sao, sorry. P, P, P. À sorry, chữ này phải là P chứ. Yeah. P. Có biết chữ P không? Yeah. BP. Yeah. BP. Nó gần giống nhau. Gì nữa ta? Hết rồi đấy. Đó có S với X nữa. Cái này tiếng Việt còn nhầm. Đó. Còn ngoài ra thì đơn giản đúng không? Còn ngoài ra những chữ còn lại thì đơn giản. Gì đấy con? What's wrong? No, em biết nhầm. Ok, còn cô nghĩ là ngoài ra những chữ còn lại đơn giản đúng không? Nothing difficult here. Ok, thế nên là buổi sau có khi cô sẽ cho luyện tập một phần chỉ nghe tên thôi nhé. Nghe đánh vần. Is it alright? Ok, cô cho làm bao giờ chưa nhỉ? Bởi vì cô cho nhiều bạn làm quá. Yes? No, no. Ok, no, right? Ok, thế thì thử làm cho cô một bài nhá. Is it okay? Bài tập về nhà cô sẽ cho một bài nghe tên. Nó hơi bị khắc nghiệt một xíu. Với cả một sẽ có một thời gian cô sẽ cho nghe chép chính tả nữa. Yes, is it okay? Rồi, dài thử... không cô? Không, không dài một đoạn văn thôi. Bây giờ thử nghe chép chính tả nhá. Ok, I like. Trước khi nghe chép chính tả thì cô bảo này, có một số thứ cần phải. Cái này cô chụp lại cho nhá, để về mà xem lại gì nhỉ? Bảng chữ cái. Tập đọc bảng chữ cái nha. Cô chụp lại cho. Tập đọc bảng chữ cái. What is it? Gì con? What is it? Để cô chụp màn hình. Oh, no. Sorry.
It's green. It's green? Yeah. Okay. Rồi, đợi cô chụp màn hình cái nha. Yes, alright. Nào gửi cho con nhỉ? Gửi Facebook đi cô. Facebook. Okay. Về ôn tập lại bảng chữ cái cho cô nha. Bảng chữ cái nghe dễ mà không hề dễ tí nào đâu. Nha. Vâng ạ. Ok, rồi trước khi nghe đọc chép này. Bao giờ thì con có việc nhỉ? Nay có việc đúng không? Nào mình có khi mà có cô nói những cái còn lại như là con đúng hết rồi. Yes. Ok, con thấy cô bao thấy con bảo là học sớm thì cô đoán là học sớm thì có việc. No. No. Thì tại là em ngủ không, em dậy sớm rồi em không biết làm gì thì thôi học. À rồi ok, mình có từ start. Ví dụ cô bảo là give a start. Ok. Put a stop có nghĩa là đặt một dấu chấm. Được chưa? Dấu phẩy là comma. Phẩy dưới á. Comma. Is it okay? Được chưa? Is it alright? Rồi thỉnh thoảng ở một số chỗ con sẽ có từ phẩy trên. As. Để cô xem lại biết như nào nhé. As for trophy. Let me see. Từ đấy hơi dài. Cô sẽ đọc là as for trophy nhé. Hey teacher. What's wrong? Chấm, dấu chấm viết tiếng Anh là gì ạ? Đọc tiếng Anh là gì? Stop. Dấu chấm thì có nhiều loại con ạ. Dấu chấm nhân toán thì mình lại đọc kiểu khác. Dấu chấm nhân toán thì mình gọi là gì nhỉ? Stop. À sorry. Mình gọi là gì nhỉ? Point. Ví dụ như là 2.3. Dấu chấm nhân toán á. Yeah, 2.3. Can you see that? Thấy không? Vậy point là dấu chấm à? Yes, point là dấu chấm nhưng mà dấu chấm nhân toán tùy từng môn con ạ. Tùy từng môn, chứ không phải là giống nhau đâu. Cô lại quên mất gì nhỉ? Apostrophe. Không có ta. Let me see. Apostrophe. À đúng rồi, cô biết đúng rồi. À, thôi. Trophy. Ghi cô lại nhá. À, for, à, trophy. Đây là dấu phẩy trên. Ok, ngoài ra mình có question mark. Question mark là gì biết rồi đúng không? Yes. Is it correct? Chỉ cần nhìn từ question em có thể đoán ra luôn. Rồi, mình có từ dấu chấm than. Exclamation. Exclamation. Câu cảm thán đúng không? Dấu cảm thán. Mark. Is it okay? Rồi. Yes. Đó là những cái cơ bản mà phần đọc chép. Con chưa đọc chép bao giờ đúng không? Yeah. Ok, rồi mình thử nhá. Rồi đây những dấu cơ bản mình có thể nhìn thấy ở trong bài. Is it alright? Nào thử nhá. À. Đương nhiên từ khó thì cô sẽ đánh vần cho. Ok, no problem ha. Ok, so clear all this and then we viết hai câu chứ. No, một đoạn chứ. Một đoạn tầm 5-6 câu. Nha. Yeah. Cái bài đọc này thì khá là dễ, không có nhiều từ mới. Nếu có thì cô sẽ đánh vần nhá. Is it okay? Yes or no? Yes. Ok, so now let me find it. Ok, rồi, viết xong rồi chụp lại cho cô nhá. Is it ok? Viết right. Vào giấy à? Yes, có giấy ở đấy chưa? Viết xong chụp lại cho cô. Đi, phải viết vào giấy Uzi yes. Thì em mới viết được. À không, giấy thường cũng được, giấy nào chả được. Gọi là mấy giấy dòng. Giấy thường em viết xấu. Kệ chả sao cả. Oh, à, wait me, okay. My friend. Uh-huh. What's wrong? Thank you.
À, đấy, cầm cô bổ sung thêm dấu nhé. Is it okay? One more. Hello. Okay, one more. Okay, cô có thể quên vài dấu, ví dụ như là dash. Sorry. Ví dụ như là dash. Có biết dash là dấu gì không? Do you know? Cách no. Ngang. Cách ngang nhé. Okay. Okay, quotation. Để lần sau biết thì mình sẽ theo kịp nhé. Is it okay? Okay. Ghi lại luôn. Quotation. Không phải hỏi cô lại nữa. Quotation. Quote này là chữ O nhé. Quotation. Mark. Đó là dấu ngoặc kép. Kiếp ở trong bài này còn có cả dấu ngoặc kép nữa. Không, đây là sau này. Cô bảo là sau này mình viết không bị ngỡ ngàng, đúng không? Now we have a bracket. Wait me. Okay, put a bracket. Okay, put in bracket. Có nghĩa là đặt nó vào dấu gì đấy? Dấu gì đấy? Ngoặc tròn. Is it okay? Ngoặc kép, ngoặc đơn, ngoặc đơn, ngoặc kép. Is it okay? Okay, so now stop here. I send it to Facebook, huh? Alright, rồi, are you ready? Sẵn sàng chưa? Yes or no? Yes. Okay, so ready? Go. Go. Okay, now, this one. Cô gửi cái gì vậy? Cô gửi ảnh mà. Muốn bài dài hay bài ngắn nào? Hôm sau thì cô sẽ cho bài dài nhé. Hôm sau cô cho bài dài, hôm nay bài ngắn này. Okay, now are you ready? Okay. Yeah. Now, Sarah. Ok, Sarah biết viết từ Sarah không? Nào từ Sarah bình thường mình thấy ở học là mình sẽ có chữ gì nhỉ? Đánh vần cho cô với. Thử viết cho cô xong đánh vần cho cô từ Sarah nhé. Ok, có một số chỗ người ta sẽ không đánh vần cho mình. Yeah, S. S-A-R-A-H. Nào, S-A-R-A-H. Rồi, chính xác. Thế nhưng mà bây giờ cô sẽ đọc như này để con biết này. Sarah without H mà không có chữ H. Without nghĩa là mà không có. Tức là một số chỗ người ta sẽ không đánh vần cho mình mà người ta sẽ nói là gì nhỉ? Mà không có chữ gì đó. Is it okay? Ví dụ từ John chẳng hạn, biết từ John không? Tên bạn ấy khá phổ biến đúng không? Nhưng mà John bây giờ cô bảo là John without H. John mà không có chữ H tức là chỉ có gì thôi. J-O-N. Can you understand? Yes. Okay, hoặc là gì nhỉ? Tên gì nữa nhỉ? Wait. Hey, teacher, viết cả câu John ở đâu, viết cả câu Sarah không có. No. No, con chỉ ví dụ cô bảo là Sarah without age thì tức là con đã viết thành chữ age rồi thì con sẽ gạch bỏ đi, tức là without mà không có ấy. Ok, đây là cô đọc chính tả mà. Can you understand? Con biết từ Sarah là từ gì, nhưng khi cô đọc là without age thì con phải gạch nó đi. Can you understand? Yes or no? Yes. Ok. Tiếp nha. Is an. Wait. Is an American. It's an American. Sarah is an American. Yeah, American. Woman. What America? I am. Nhớ không? American mà là không nhớ à? American nhá, không phải là cờ nhá. American. A-M-E. Re-American. Rồi, đọc như tiếng Việt thế rồi. American. Re-can đúng không? Re-can. Là người Mỹ nhá. Chứ không phải là nước Mỹ đâu. Đừng có America nhá. Chết cô đấy. She's Sarah is an American. Woman. Oh, wait me. Okay. Cô có thể đọc lại từ đầu được không? Sarah is an American woman. Khi đọc lại lần nữa thì cô sẽ không đọc chữ without age nữa nhá, để tránh bị nhầm.
Để con không biết lại cả chữ without. Is it okay? Yes or no? Thấy không? Yes. Hoặc là Sarah. Sarah luôn. Sarah is an American woman. Okay. Put a stop. Put a star. A stop. Stop. Slowly. Chấm. Stop. Lâu chấm. Cô vừa cho ghi đây. Nhưng mà viết là Sarah is an American. Chấm. Chấm luôn. Yeah. Chấm. Put a stop. Hey. Xong chưa? Yes or no? Okay. She leaves. Có nghe thấy âm cuối của cô không? She leaves. Yeah. Kể cả không nghe thấy âm cuối thì cũng phải biết là gì nhỉ? Mình phải chia động từ đúng không? In a big, yes, in a big city. In a big city. In a big city. Okay. Near the river. Near the river. Near the river. Wait me. Wait for me nha, không wait me nha. Wait, wait me là gì? Wait for me. Chờ tôi, chứ không dùng là wait me ha. Okay, wait for me. A minute, or wait a minute. Nha, yeah, or wait for the bus. Chờ xem biết chứ không dùng là wait, wait bus ha. I wait me. Wait for something. Okay, xong chưa? Near the river. River. Mm-hmm. Near the river. River là cái gì hết rồi đúng không? What it mean? Nó không không. The river như thế nào? Trời, river con sông đó. Trời ơi. Nhưng mà R E. R E R. Okay. R I V E R. Okay. Em cứ thấy sai sai. Đấy, không biết nhiều đúng không? Không biết tiếng Anh nhiều đúng không? Thì học nghe đúng không? Con là phát triển kỹ năng nghe tốt nhưng mà viết chưa được. Ok, nên cô sẽ tích cực cho làm một số bài viết nếu có. 15 phút cuối giờ thôi mà, bài này chỉ 15 phút là xong. Yeah, she okay. is 30 years old. Put a stop chưa? River, put a stop. Quên. Ok, ok. She is 30 years old. She is, em viết tắt được không? Không được, bởi vì cô đọc là she is, đúng không? Ok, khi nào cô đọc là she xong apostrophe s, apostrophe là phẩy gì? Phẩy trên, xong s, đúng không? Nghe thấy không? Yeah. Yeah. She is gì hả cô? 30 years old. 30 years old. Ok. Yes, put a stop. She has one sister and two brothers. She has one sister and two brothers. Số thì có phải viết số nhé. Two brothers. Yeah, two brother, chưa? Em viết chữ two. Cũng được, chữ càng tốt. Nhưng mà cô đang bảo là nếu lười thì có thể viết số. Ok, được chưa? Brother. Okay, nhưng em không lười. Ok, two là gì đấy? Nhớ lên đằng sau brother phải có gì cho cô nhé. Two S. Brother. Yeah. Put a stop. She is very okay. friendly. Put a stop. She is very friendly. Friendly. Biết viết không đây? Friendly. Yeah. Câu bắt đầu khó này. Put a stop. Okay. She is also. Okay. A hard task working. Có biết từ dash không? Dash là quẹt ngang ấy. D A S H. Cô vừa cho biết đúng không? Đấy là dấu gạch ngang. Hard yeah. dash working. Hard là gì nhỉ? Từ đấy đọc là hard working đấy, thế nhưng mà giữa hai từ đấy có một cái dash, có một cái dấu gạch ngang. Hard
Working. Từ đấy biết như nào? Hard. H-A-R-D. Yes, correct. H-A-R-D. Correct. Working. Hard dash working. Đố nha, tập quen với việc chép chính tả đi ha. Mấy cái dấu cơ bản này phải biết cho cô nha. Hardworking teacher. Teacher. Okay, teacher. Em không hiểu em nghe cậu gì ra. Picture. Teacher, xong chưa? Okay. She likes teaching kids. She likes. Chẳng không CI à? Yes, put a stop. She likes. Okay. She likes teaching kids. She likes teaching kids. Okay. Put a stop. She also likes going out and having fun with friends. Okay. Xong chưa? Yeah. Rồi, đến giờ xong rồi nha. Cô cho nghỉ đi chơi thì đi chơi nha. Is it okay? Nhớ chụp lại bài cho cô nha. Alright. Rồi. So goodbye. And see you again later ha. Goodbye. Em sợ chứ em xấu cô không nhìn thấy. Không sao, cứ chụp cho cô là được. Miễn là đúng là được. Còn quan trọng xấu thì xấu đẹp đúng không? Is it okay? Goodbye. Okay. See you ha. Goodbye.